Người tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre đã diễn ra hai trận cuối cùng giải bóng chuyền các đội mạnh khu vực phía Nam. Sanet Khánh Hòa gặp đội chủ nhà Bến Tre và La Vi Long An gặp xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Trận đấu đầu tiên giữa đội bóng đang dẫn đầu giải Sanet Khánh Hòa gặp chủ nhà Bến Tre, đội đứng cuối bảng. Mặc dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng đội bóng đương kim á quân giải vô địch quốc gia năm 2022 Sanet Khánh Hòa đã dễ dàng giành thắng lợi trước Bến Tre với tỷ số 3-0. Như vậy, với 4 trận toàn thắng, Sanet Khánh Hòa đoạt chức vô địch. Trận đấu còn lại giữa La Vi Long An gặp đội xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long. Trước khi gặp nhau, cả hai đội đều có 1 trận thắng và 2 trận thua. Vì thế, đội bóng nào thắng sẽ giành hạng 3. Các cầu thủ La Vi Long An đã chứng minh được vì sao họ trụ hạng thành công. Trong suốt 3 hiệp đấu, La Vi Long An luôn dẫn điểm trước xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long và dễ dàng giành chiến thắng 3-0. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp vô địch và tiền thưởng 10 triệu đồng cho đội Sanet Khánh Hòa, trao cờ và tiền thưởng 8 triệu đồng cho đội hạng nhì Thành phố Hồ Chí Minh và trao cờ tiền thưởng 5 triệu đồng cho đội hạng 3 La Vi Long An.